Chỉnh lại được đúng không? Chưa chỉnh lại được đúng không? Rồi bắt đầu được rồi. Ok thì cái chủ đề liên quan đến IPL này thì chắc cũng nhiều người nghe. Giới thiệu tên một tí đi, giới thiệu tên tuổi đấy. Chào tất cả các bạn, thuộc nhóm học chủ động. Mình là Tấn, thì cũng là một thành viên, nói chung là một organizer của nhóm học chủ động. Tức là cũng cái chủ đề chia sẻ mọi người hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về IPL. Đây một chủ đề không liên quan nhiều đến kỹ thuật, nhưng mà nó lại rất liên quan nhiều đến cái công việc của các bạn làm. Nó hay ở cái chỗ là nó liên quan đến công việc chuyên môn, liên quan đến tức là nó có từ IT ở đây. Thì ở đây chắc cũng nhiều bạn biết mình, cũng nhiều bạn chắc cũng lần đầu tiên nghe. Thì mình sinh năm 87, mình hiện tại đang làm cũng ở VNPT IT. Trước là theo anh Công là mentor. Bây giờ thì anh Công để cho anh em tự nghĩ lên. Nói chung là mentor thời gian là mentor tiếp nhiều nơi khác. Ok, mình sẽ vào cái buổi trao đổi ngày hôm nay là liên quan đến IPL. Thực ra thì IPL nếu mà nói không ấy, thì nó chỉ là những cái lý thuyết không. Nhưng mà cái mà mình thường mình làm ấy, ví dụ như là bạn làm một công ty công nghệ thì một công ty thì họ sẽ phải làm gì, họ sẽ phải có bán sản phẩm dịch vụ để lấy tiền. Thì cái mà đối tượng mà IPL hướng tới đó là service. Tức là khi bạn học về IPL thì nó là một cái framework, nó giúp cho các bạn có một cái góc nhìn toàn diện nhất về một cái service mà các bạn đang được tham dự với một vai trò bất kỳ. Bạn có thể là head desk, có thể là operator, có thể là development, cũng có thể là design, có thể là R&D. Đơn giản bạn chỉ là một người sale, bạn cũng là một nằm trong cái chuỗi của một service. Thì IPL nó ý nghĩa rất nhiều. Nói chung là nó là một cái gọi là người ta có thuật ngữ là best practice, tức là những cái thực tiễn mà người ta đã tốt nhất trong cái môi trường công nghệ. Đơn cử như ví dụ như bạn làm công ty công nghệ thì nó sẽ có rất nhiều bộ phận, đúng không? Có những bộ phận về lập trình, về hệ thống, về hạ tầng, về pre-sale, post-sale các thứ ấy. Thì trong IPL nó đều đề cập hết, nó không thiếu một cái gì luôn. Tức là bản chất là nếu nó thiếu, tức là người ta chưa cập nhật đủ thì người ta lại tiếp tục cập nhật ở lần sau. Thì cái mình đề cập ở đây là IPL V3 2011. Tại sao nó đặt như vậy? Thì tại vì IPL thì nó ra đời từ năm 1989, tức là nó tuổi đời 30 năm. Thì cho đến thời điểm bây giờ thì cách tháng 1 năm 2019 nó vừa ra IPL V4. Thì triết lý chung thì nó vẫn là service, nhưng mà nó có một cái mindset khác. Mình cũng chưa đọc sâu về IPL V4, nhưng mà với V3 thì cái mindset của nó là service. Mọi thứ đề cập ở trong IPL là service. Service ở đây có thể là một service liên quan đến cloud computing, đến dịch vụ các cuộc gọi call center, đến viễn thông telecom, đến ISP. Nói chung cái gì là service được, kể cả bạn bán một cái sản phẩm conference, những cái sản phẩm như là Zoom này, Monico này, các thứ cũng là một service. Thì cái service đấy các bạn tự nghĩ ạ. Thực ra không phải là thường thông tin tự nghĩ đúng không? Mình là vận hành không? Thì ok, cái slide này mình gọi là thầy Choi. Đây là một cái thầy mà nói chung là thầy dạy rất hay. Mình có bộ video của thầy. Thì cái này nếu như các bạn mà thực sự có nhu cầu thì
Mình sẽ gửi cho video xem, chứ mới tính chất sưu tập thì mình nghĩ cũng không nên để. Ok nhá. À, cái từ service ở đây ấy, thì anh muốn cắt nghĩa, bởi vì các bạn ở đây anh sẽ có nhiều nhìn thấy nhiều bạn sinh viên thì service là như nào? Service là cái mô hình mà mình phục vụ người dùng. Đấy, đúng là cái từ service, tức là service của bạn có tốt không? Service của bên bạn có cái gì? Ý tưởng là như thế. Thế thì người dùng ở đây ấy, thì đừng coi là mình là người dùng ở bên ngoài. Tức là mình đừng coi người dùng là cái người mà mình bán để thu tiền trực tiếp. Nó có những cái loại service gọi là service nội bộ. Anh nói ví dụ một công ty, ví dụ như các công ty như Tấn đang làm ở VNPT thì có rất nhiều công ty con. Trong các công ty con thì có các phòng ban. Thế ví dụ như có một cái công ty họ chuyên đảm nhiệm cái vấn đề về cung cấp đường truyền chẳng hạn, thì các công ty con còn lại họ cũng thuê cái service về đường truyền đấy. Đồng thời cái công ty phụ trách đường truyền đấy thì họ phục vụ cả ra dân, gọi là khách hàng ở bên ngoài. Đấy, thì người ta gọi đấy là cái khái niệm service. Ví dụ như service về đường truyền, service về tổng đài, service về phần mềm, service về helpdesk. Thì tựa đấy. Đấy người ta gọi là cái từ service, thì các bạn phải hiểu và hiểu nó rộng ra nhé. Ví dụ như anh phụ trách một cái mảng IT cho một cái công ty, thì gần như anh không tiếp xúc với khách hàng bên ngoài. Nhưng anh, cái bộ phận của anh cung cấp cái service về IT cho nội bộ. Ví dụ anh cung cấp cái đường mạng LAN cho phòng kế toán, cho phòng gọi là phòng CEO, cho phòng dự án kiểu thế. Thì đấy là gọi là service nội bộ. Thì nó hình thành là như thế. Thế thì cái ITU này nó làm cái framework như Tấn nói, nó là một cái mô hình để mình ứng dụng, để mình vận hành cái service đấy, cung cấp cái service đấy sao cho nó hiệu quả. Hướng đến của nó anh hiểu là như thế, để phục vụ người ta tốt nhất, có lợi nhất. Thì đấy là cái thuật ngữ service, thì các bạn hiểu rộng ra một tí. Ok, thì anh chỉ bổ sung cái từ service thôi. Vâng, thì cái service ấy là nó dành riêng một chương để giải thích cái từ service. Thế nào là service? Service nó sẽ những cái gì nó cấu tạo nên service, thiết kế nên service. Rồi một cái service nó sẽ chia ra những cái gì? Rồi quá trình cung cấp dịch vụ thì service nó sẽ định nghĩa như nào? Ví dụ như để khởi tạo nên một service thì nó có hai cái người ta gọi là resource và capability. Capability là những cái gì? Là những cái công nghệ, là những cái quy trình, là những cái con người. Resource là gì? Resource nó gồm con người, là những cái máy chủ, là những cái IDC. Đấy. Thì nó cái để thiết kế được cái service đấy thì nó gồm hai, nó đi từ hai cái như vậy để tạo ra value ấy. Khách hàng họ mua service thì họ mua cái gì? Họ chỉ mua cái value của cái service này thôi, họ không quan tâm đến là ông dùng công nghệ gì. Đấy. Ông dùng những cái ông còn mất bao nhiêu tiền để phát triển công nghệ đấy, rồi có những đội ngũ vận hành nào, rồi cái service của ông đặt ở những cái đất nước nào, hạ tầng truyền dẫn cao to bao nhiêu, tức là họ chỉ quan tâm họ mua value. Ví dụ như bạn bán value về cloud chẳng hạn, bạn bán VM thì họ chỉ quan tâm là tôi có một VM cung cấp cho tôi SSD, RAM, CPU bao nhiêu, online 24/7. Đấy là những cái mà bạn cung cấp thì người ta trả tiền cho những cái đấy. Người ta không trả tiền cho những cái mà các bạn làm ở bên dưới platform. Những cái bạn làm ấy nó chỉ là cái đảm bảo là cái gọi là cái SLA mà cam kết cho khách hàng. Thì đấy là có cái hình thành value service. Còn cái mà khi mà người ta design ra ấy, thì cái tạo thành cho cái value cho cái service đấy thì người ta có những gì, nó có 4P. 4P ở đây tức là person là con người, person là con người. Nó gọi people, product, partner và process. Đấy là cái thiết kế. Nhưng mà vậy cung cấp dịch vụ thì có gì? Cung cấp dịch vụ nó chia ra ba loại service: internal service, external service và shared service. Đấy, như anh Công nói thì nó cũng có external và internal. Internal bản chất là một service nó nội tại, nó chỉ cung cấp cho cái đội ngũ. Ví dụ như là đội kinh doanh thì nó có một phòng kỹ thuật nghiên cứu về các giải pháp, thì cái đội kỹ thuật đấy nó chỉ có là nhiệm vụ liên quan đến cho cái phòng kinh doanh đấy, internal service.
xe service thì trong một công ty sẽ có rất nhiều phòng ban, thì có một phòng kỹ thuật nó sẽ đảm nhiệm tất cả các sản phẩm dịch vụ công nghệ của các phòng khác. Ví dụ phòng kế toán có sản phẩm về của kế toán, phòng nhân sự có sản phẩm về nhân sự, thì những cái sản phẩm đấy là chủ đầu tư là cái phòng kế toán hoặc phần nhân sự, nhưng mà cái dịch vụ cung cấp thì lại do một cái đội phòng kỹ thuật quản lý, thì cái tính chất đấy gọi là share service. Cùng trong công ty như các phòng ban khác nhau, các hệ thống khác nhau. Còn internal service là gì? Thì internal service các bạn hình dung là tôi chỉ bán cho khách hàng ngoài. Đơn cử như Amazon chẳng hạn, họ bán về cloud, họ chỉ bán cho khách hàng ngoài. IBM cũng thế, những công ty lớn họ làm internal service. Còn những công ty Việt Nam mình thì nó gồm có cả external và internal. Share service. Internal thì nó đặc thù là cái internal ấy là những người kỹ thuật thì sâu cái dòng đấy. Ví dụ như phòng nhân sự sẽ có một cái ông kỹ thuật nắm rất chắc về tất cả các hệ thống liên quan đến mảng nhân sự đấy. Ông không cần phải tôi đi hệ thống là tôi không phải đi thuê ở đâu, tôi không phải gọi ai cả. Đấy. Ok thì đấy là cái về các service mà các bạn sẽ tiếp cận trong cái ITAL nó đề cập để các bạn hình dung. Service nó đã tiếp cận theo nhiều hướng như thế. Ok thì đây slide mình sẽ lấy sang slide liên quan. Thì ở đây nó có một số cái liên quan đến nguồn gốc xuất xứ. Thì cái này là bắt nguồn từ Anh. Cái ITAL là nguồn ở Anh. Thì nó áp dụng cho một cái tổ chức của trong chính phủ. Trong cái này là tổ chức trung cái gì trung tâm viễn thông này. Thì cái này nó đi từ thực tế nó đi lên chứ không hề có cái nghiên cứu hàn lâm gì cả, tức là họ sẽ đúc kết từ kinh nghiệm như thế, xong rồi đấy họ sẽ cứ tạo ra một cái framework và nhiều đơn vị họ thấy áp dụng hay và họ có thể cải tiến ra một số cái nó phù hợp với của họ và họ sẽ bổ sung vào trong cái kiến thức này. Nên cái kiến thức liên quan đến IDL nó là những cái thực tiễn, những cái trải nghiệm, những kinh nghiệm. Nên học cái khóa này tại sao phải học? Tại vì những kinh nghiệm này người ta truyền trực tiếp. Bạn đọc sách vở, bạn chị sẽ chỉ hình dung ra một cái góc nhìn rất ít, nhưng mà khi bạn nghe thầy giảng, bạn sẽ có rất nhiều cái liên hệ hay. Đơn cử mình nghe thầy Choi này một cái video thầy dạy tất cả là 6 buổi, mỗi buổi là 4 buổi, 4 ngày chính ra là 9 buổi. Full day mà. Thì 9 buổi, mỗi buổi là tầm 3 tiếng, 9, 3, 7. Thì mình nghe 27 tiếng này, mình nghe tất cả tầm 10 lần. Thì bạn hình dung là tầm 270 tiếng. Đấy, mình nghe cảm thấy nó rất là dễ vào. Nó không hề có bất kỳ cái khô khan lý thuyết nào luôn. Đấy là nghe những cái người mà họ dạy có nhiều kinh nghiệm, họ giới thiệu. Họ giảng dạy rất hay. Mình nghe thì gần như kiểu mỗi lần nghe mình lại vỡ ra một số thứ. ITAL thì bây giờ mình nói đến V4 rồi. Thì cái V4 là tháng 1 2019 nó vừa mới ra. Nhưng thường thì bây giờ các bạn sẽ có công ty họ chỉ làm với V2, công ty V3. Vậy giữa V2, V3, V4 nó khác với nhau. Thì với V2, V3 thì nó khác ở cái mức là nó quy hoạch lại các việc nó cập nhật thêm các quy trình. Quy trình ở đây là gì? Tại vì ITAL nó liên quan đến vấn đề là framework làm việc trong công nghệ thông tin. Nếu mà đang là framework thì nó phải có tính chất tham khảo và sử dụng. Ví dụ như bạn cần một cái liên quan đến việc báo cáo vận hành phát triển, thì mỗi một cái mảng đấy nó sẽ có những cái quy trình, những cái cách hướng dẫn làm việc khác nhau. V3, V2, V3 thì nó cập nhật, nó nâng cấp ra. Còn V4 thì theo mình đọc sơ qua, mình chưa nghiên cứu sâu, thì V4 tiếp cận theo khái niệm là chain value, tức là chuỗi giá trị. Chứ nó không hề focus vào service như ở trong V3. Nó là một chuỗi giá trị. Về bản chất thì nó vẫn dùng những quy trình và những cái life cycle của V3 thôi, nhưng mà lúc đấy nó lắp ghép và tiếp cận theo một hướng mới. Nếu mà nghĩ về mảng kinh doanh thì các bạn hình dung là giống như là ông không có xây dựng sản phẩm mới thì ông sẽ không bán hàng ấy.
vì cái công ty là họ đang vận hành IDL này là cái kiến thức về IDL ấy, thì là công ty đấy là Casilo, là một công ty tư nhân, thì họ làm tư nhân thì họ phải có tiền thôi. Thì theo như góc nhìn về kinh doanh là vậy, còn góc nhìn kỹ thuật thì nó liên quan đến chuỗi giá trị, nó sẽ hướng về cloud và DevOps nhiều hơn. Tại vì làm chuyện là các bạn làm kỹ thuật thì thấy nó chuyển dịch thì về những cái mảng framework nó cũng phải chuyển dịch theo này. Đây người ta nói ITL là gì? Nó là một tập những best practice xuất bản cho việc quản lý dịch vụ ITSM, IT Service Management. Nói đến từ Service Management thì thầy Choi Trần giải thích rất hay. Ở đây là tức là bạn quản lý dịch vụ. Quản lý dịch vụ thì không phải là như nói management, không nói những người như sếp, như CTO, CIO hoặc là những cái leader là trưởng nhóm gì nhá. Bản chất của service management chính là quản lý những cái dịch vụ mà bạn đang làm luôn trực tiếp. Ví dụ bạn là một DevOps thì bạn sẽ là một một head desk đi, nói đơn giản. Bạn sẽ có nhiệm vụ của bạn là gì? Bạn sẽ phải đảm bảo về các phòng họp này, máy in này, rồi máy tính công ty này, mạng công ty, wifi công ty. Vậy những cái đấy là service cho bạn quản lý. Đấy là bạn quản lý service. Chứ không phải đơn thuần như một cái service to đùng mà phải bán cho khách hàng ngoài mới gọi là service. Những cái đấy bạn hoàn toàn định nghĩa là service. Vậy IT service management tức là quản lý dịch vụ đấy thôi. Và cứ chia nhỏ ra mỗi một cái dịch vụ đấy nó có những cái gì, nó còn có ví dụ đơn cả như conference thì nó sẽ có những cái video, cái webcam là cái micro, cái đồng thu, một phần mềm đấy. Rồi khi bạn thiết lập phòng họp phải có điện, điều hòa, quạt các thứ ấy. Thì mọi thứ đấy liên quan đến việc conference của bạn thì đấy, thì hình dung các bạn hình dung là nó nằm sát với những cái mà các bạn đang làm hàng ngày. Thì ITL này thì nó đưa ra một tập các best practice. Cái best practice này thì lúc đầu trước mình không hiểu lắm đâu, nhưng sau đấy thì mình dùng ra là những cái kinh nghiệm thực tiễn do người ta thấy tốt nhất người ta đưa vào. Tại sao lại dùng ITL? Thì ở đây khi nếu không có ITL thì các bạn sẽ dựa vào ví dụ như một công ty họ cung cấp dịch vụ, họ sẽ làm sao biết được họ đã làm đúng và đủ, thì họ phải dựa một framework. Thì ITL nó là một cái framework để người ta tham tham chiếu để người ta xây dựng ra những cái IT service management. IT thì trong một công ty thì IT là một cái đội ngũ người ta gọi là rất tốn tiền nhưng mà giá trị mang lại thì thường các lãnh đạo không nhìn ra nhiều, mà họ chỉ quan tâm đến cái dịch vụ bán được doanh thu bao nhiêu, khách hàng bao nhiêu, rồi sản phẩm đấy mang lại cho công ty năm nay được bao nhiêu, nói chung là bao nhiêu doanh thu và lợi nhuận. Nhưng ẩn sâu đằng sau đấy là IT, các sếp không nhìn ra. Tại vì sao? Tại vì cái quản lý công việc trong IT thì với công ty, nếu bạn nào làm với công ty về công ty của châu Âu hoặc là Mỹ hoặc là Úc đi, thì cái phần mềm quản lý dịch vụ công nghệ thông tin IT Service Management ở đây nó có những cái kiểu như là Service Desk, nói chung là rất nhiều phần mềm ấy. Kiểu như các bạn hay làm với open source là cái ví di ra ấy, tích kít cũng là một cái IT Service Management. Rồi thì dựa vào những cái đấy thì người ta mới biết là bạn đã làm gì, mà bạn làm cái đấy mất bao nhiêu thời gian, mất bao lâu, và cái chất xám mà bạn đưa vào trong một cái task đấy làm nó được phản ánh như thế nào. Nếu như không có IT Service Management thì bạn chỉ nói là em xây dựng một hệ thống giám sát rất hay, giám sát được 2 sai, được 50.000 metric, nhưng cụ thể những cái như thế thì lãnh đạo họ không nhìn ra, không nhìn nhận là nó mang lại cái value gì cho người ta. Đơn cử nếu mà bạn nói như thế thì họ ví dụ bạn xin một cái budget là tôi em cần mua một cái cho cái máy chủ, em xây dựng một hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung để giám sát, thế cuối cùng là cái giá trị mang lại là cái gì đấy, thì cái giá trị mang lại
thì nó phải được đưa ra. Thì làm sao để đưa ra được? Cái ATL nó sẽ đưa ra những cái gọi là cái quy trình trong quản lý dịch vụ ấy, thì nó có rất nhiều quy trình. Nên tạo nữa mình sẽ đưa ra cái hình mà có lắm có pháo là 5 cái life cycle ấy. Thì mỗi life cycle này nó có tối thiểu ít nhất là 5 quy trình, có những cái life cycle là tận 10 quy trình. Tại sao nó nhiều quy trình như thế? Tại vì nó đảm bảo là tôi cung cấp một dịch vụ công nghệ thông tin thì các sếp sẽ biết là tôi đã làm cái gì, tôi đang cụ thể cái gì và cái mức độ ảnh hưởng của cái dịch vụ đấy, cái đóng góp của sự của tôi vào cái dịch vụ đấy và công ty này là như thế nào. Nếu không, bạn không thể đơn cử là bạn nào tôi cuối tháng em report một cái báo cáo là em làm cái này, em nghiệp cái này, rồi em vận hành cái này, em xử lý bay sự cố, nhưng mà sau đấy thì giá trị mang lại là gì thì không biết đó. Ok, anh giải đấy, thích. Cái TIL mục tiêu của TIL thì nó có một cái tiếng Anh này thì mình cũng hơi dốt tiếng Anh, mình không và anh có bổ sung gì không? Có, anh bổ sung đi what y trước thì nó có cái từ. Alo. Nghe được không? Alo. Có ai không nghe được không? Tấn nghe được chưa? Tấn ơi. Tấn nghe được chưa? Tấn ơi. Bên Tấn hơi mất tiếng rồi. Có Khánh giơ tay làm gì? Anh sẽ giải thích cái từ best practice một tí. Tấn ơi. Sao Thúy Hiền lại hot này? Em không làm gì đâu. Sao lại cô lại giơ là hot now này? Tấn ơi. Em không biết em có làm gì đâu. Chờ anh Tấn một tí sẽ giải thích cái từ best practice. Chắc mạng Tấn lở. Sẽ bổ trợ cho anh Tấn một tí về cái thuật ngữ. Hình như vừa có người vào sao ấy. Ai vào đâu em? Em nhận được thông báo. Em approve đi, hình như em được quyền đi. Why? Còn có những bạn nào chưa hiểu từ best practice thì các bạn cứ cho ý kiến. Hay là chuyển. Không, bình tĩnh. Tấn ơi, không cần quay đâu, anh quay rồi nhá. Sắp hết thời gian à? Hình như được 40 phút. Tao không nhớ chính xác, để em mở session 2 đi. Thế vào session 2 nhá. Vào session 2 đi. Anh em vào session 2 đi. Tấn không cần quay đâu, bỏ cái chế độ quay đi. Alo. Được rồi. Tấn nghe được chưa? Tấn ơi. Vâng. Tấn nghe được rồi, đúng không? Em bỏ cái chế độ quay đi, không cần quay đâu, cho nó khỏi nặng. Không cần quay, tôi quay nào ấy. Em di xuống màn hình ở dưới thì phải.
góc tay trái nếu em dùng Windows. Power Request Report đây rồi. Vào được hết chưa nhỉ? Chú approve đi, như mọi người chưa vào. Em thấy rồi, 2, 4, 6, 8, 10. Nói cho anh đi slide, nói đi từ best practice một tí. Chắc là mình phải nói nhanh một lượt. Thì cái từ best practice lúc nãy có Nga hỏi, các bạn phải chủ động hỏi, nhưng các bạn mà bảo nghe các bạn đoán có thể đoán không đúng. Best practice nó là như này này. Thứ nhất là cái ITU này nó không phải là do các cái giáo sư tiến sĩ họ nghiên cứu ra. Thì đấy là điều đầu tiên các bạn cần phải nắm được. Ví dụ như những cái vấn đề về khoa học công nghệ thì nó là vấn đề là do các cái cơ sở nghiên cứu hàn lâm, do các viện giáo sư tiến sĩ trường đại học đấy, thì đấy là cái đặc điểm của thằng ITU là không phải do các vị đấy nghiên cứu, mà là do quá trình vận hành một cái thời gian dài của cái công ty gì lúc đầu Tấn chia sẻ đấy, và rất nhiều các công ty khác họ quan sát, họ tập hợp lại thành những cái mẫu tham khảo để vận hành một cái dịch vụ về IT. Đấy, còn bây giờ các công ty thì nó đều có dịch vụ IT cả nhé. Thì cái từ best practice nó thể hiện cái ý nghĩa như thế. Đúng, ví dụ như bây giờ công ty cái nhóm học chủ động này cũng là một cái nhóm hoặc là một cái tổ chức hoạt động về IT, và họ hoạt động rất nhiều năm rồi, 5-6 năm, thì họ có một cái best practice rất là hay là họ đào tạo người thông qua hình thức là giao đầu việc, giao task nghiên cứu, và để cái task đấy được ghi nhận thì họ yêu cầu nhân sự là phải luyện một ngày bao tiếng chẳng hạn, hoặc là mỗi khi mà nhân sự là thực tập sinh được giao việc thì phải có kết quả, còn không có kết quả thì không thể đo lường được cái giá trị cái sản phẩm mà thực tập sinh đó báo cáo. Các bạn hiểu ý không? Thì đấy, ví dụ như giả sử như ở học chủ động cái mô hình đấy là thành công rồi thì người ta đúc kết ra cái best practice và người ta tổ hợp lên thành một cái bộ quy trình là để đào tạo thực tập sinh thì phải có 6 tháng, phải làm qua những cái mảng này, phải tuân thủ cái nguyên tắc này, thì thực tập sinh đấy sau này sẽ hình thành được cái mảng nghề nghiệp, ra trường sẽ đáp ứng được các cái công ty tuyển về cái mảng mà cái nhóm học chủ động họ đào tạo. Đấy. Thì đấy là thì họ đã đúc kết ra cái đấy, người ta gọi là từ kinh nghiệm, từ những bài học thực tiễn đúc kết ra những cái bộ quy trình, những cái bước mà phải làm với cái việc như thế để đảm bảo ra cái tỷ lệ thành công cao. Lý thuyết của nó đơn giản là thế thôi. Thì quay lại câu chuyện một cái anh IT ở một cái công ty về dược đấy. Thế thì cái anh IT đấy, anh ấy quản lý toàn bộ cái phần hạ tầng công nghệ thông tin và các cái service trong công ty dược. Ví dụ như là anh ấy phải phụ trách phòng họp, anh ấy phụ trách mạng, anh ấy phụ trách một cái website. Thế thì mỗi cái anh ấy phụ trách đấy thì từng cái thì có thể nó sẽ sinh ra các quy trình. Ví dụ như là khi một người mới vào thì anh ấy phải chuẩn bị máy, anh ấy phải có một cái đề xuất là đầu tư cái máy, mua sắm cái máy cho một nhân sự mới chẳng hạn, thì nó thành một cái bộ quy trình và người ta tuân theo quy trình đấy để đảm bảo cái hiệu quả của việc đầu tư cho một nhân sự, hoặc là nó đảm bảo cái hiệu quả là cái anh IT đấy thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và hoàn thành cái nhiệm vụ được công ty ra. Thì đơn giản là cái best practice thì nó thể hiện ở cái chỗ đây. Thì anh cắt nghĩa thêm cho Tấn chỗ đấy thôi. Còn một số cái mục tiêu này mà anh chưa đọc lại được đâu. Anh nhìn một số cái, ví dụ common language nó là một cái gọi là một cái tiếng nói chung ấy, để các phòng phải tuân theo. Ví dụ nhân sự mới vào, chị muốn cấp máy thì chị phải có một cái form gửi qua email cho em, chứ không thể báo em ơi mai có nhân sự mới mua máy nhé, em không có cơ sở để báo cáo công ty kiểu thế. Và sau khi mà người ta vào thì em còn phải cấp các cái tài nguyên khác, thì chị phải có một cái form đấy. Để tóm lại là giữa hai phòng có một tiếng nói chung để giải quyết cái việc đấy được hiệu quả, không phòng nào chờ phòng nào, nhân sự họ vào họ cũng nhìn thấy cái việc của mình được chuyên nghiệp, được hiệu quả. Đấy, thì đấy là cắt nghĩa cho các bạn từ best practice để các bạn hiểu. Nó sẽ mang tính chất tham khảo quy chiếu dựa trên rất nhiều các bài học. Ví dụ như họ thử nghiệm trên 100 công ty thì làm như thế nó sẽ hiệu quả về mặt là đầu tư,
Ví dụ người mới vào thì nếu mà cái máy đấy ngày xưa cấp cho một bạn mà bạn ấy mới nghỉ thì quy trình của mình là không cần mua mới để đạt hiệu quả, đúng không? Thì đấy là cái anh chia sẻ thêm. Được chưa? Ok. Ừ. Thì thực sự của các bạn khi mà học về IT AI ấy thì là chỉ học về lý thuyết không. Nhưng mà khi làm thực tế thì lại làm về một cái phần mềm IT Script Management. Thì một công ty dù lớn hay dù bé thì nó đều là có những cái liên quan đến dịch vụ công nghệ thông tin. Cái này nó bây giờ nó phổ biến rồi, nó là gần như là một điều rất hiển nhiên. Công ty nào phải có một máy tính, những phần mềm. Khả năng phải đẩy nhanh lên một tí. Vâng, ok. Thì tại sao IT AI lại thành công? Thì cái này nó thường là nó thành công là do rất nhiều công ty đã dùng nó thành công thì lại nó lại đóng góp vào nó thì nó càng thành công hơn nữa. Ở đây thì một cái nhiều chữ thì các bạn cần phải nghe thầy giảng cơ. Mình ở đây mình không cắt nghĩa được. Bạn có thể nghe thầy cho trần, mình có thể nghe cho các bạn. Thì thầy giảng hay hơn là mình cắt nghĩa ở đây. Để có những ví dụ. Mình sẽ đi vào cái hình chính xác của cái IDL nhé. Cái component đây. IDL nó có tất cả 5 phase. Ở đây nó là 5 phase hay là life cycle ấy. Đấy, life cycle phase. Thì ở đây là mỗi một cái phase này có ý nghĩa gì? Mình là nằm ở đâu trong cái phase này? Thì mình có thể nói trước các bạn là nói cho các bạn tóm tắt thôi. Khi mà dịch vụ muốn hình thành thì nó phải có một cái nhận định chiến lược đánh giá. Ví dụ như là với cái đơn cử năm 2000, công ty Amazon họ chỉ bán sách, nhưng họ nhìn ra một cái chiến lược là sau này người ta dùng cloud thì họ sẽ bắt đầu họ đồng dùng cái nguồn lực các thứ, họ sẽ định hướng ra một cái mô hình là cloud. Đấy, chứ gì chính là cái chiến lược ấy, họ sẽ định hướng ra như thế. Hoặc đơn cử như bây giờ bạn đã nhìn thấy một xu hướng bây giờ là DevOps, thì bạn sẽ nhìn ra công ty liên quan cấp các dịch vụ liên quan đến DevOps, những các phần mềm về automation tự động hóa các thứ ấy, thì nó là chuyện gì. Thì đấy là xu hướng của cái dịch vụ đấy, nó sẽ phải phát triển như vậy. Giống như cách đây 10 năm thì người ta hình dung là cloud computing nó là chuyện gì này. Đấy, thì họ sẽ làm việc những cái liên quan đến dịch vụ liên quan đến cloud. Thì những công ty thường liên quan đến công ty làm về chuyện gì thuần túy thì những công ty liên quan đến, ví dụ như các công ty như IBM này, Dell này, những cái công ty thuần công nghệ thông tin thuần túy thì là họ sẽ rất là ưu tiên cái chuyện gì này. Còn mình thì sao? Mình thì đơn cử như là công ty sếp bảo các anh em về làm cho anh cái này. Anh có một số khách hàng họ đã cần. Thế là mình theo khách hàng, theo sếp thôi, mình đâu còn biết là xu hướng xã hội họ làm như nào, đúng không? Đấy, chính vì thế công ty Việt Nam bây giờ cái chuyện gì này gần như là không được đẩy mạnh, tức là theo chỉ đạo của lãnh đạo. Đấy, chuyện gì. Còn cái chuyện gì mà người ta nhìn nhận ấy, là họ nhìn đánh giá thị trường, rồi họ nhìn ra các tiềm năng về công nghệ, rồi có những công nghệ nào nó đang nghiên cứu. Ví dụ đơn cử như về sinh học chẳng hạn, bây giờ có những công nghệ về đột biến gen, về công nghệ về đơn tế bào gốc, các thứ đó chuyện gì. Đấy. Thì với công nghệ thông tin thì nó công nghệ cloud, có đến nơi cách đây vài năm chuyện gì, bây giờ nó ép ốp, đang chuyện gì. Ok, đấy là một cái mà mình giải thích cho các phây đầu tiên. Thì với công ty thuần tí về công nghệ thì họ sẽ phải rất ưu tiên cái này. Sau khi họ định hướng ra, họ biết là mình sẽ phải làm cái dịch vụ đấy, thì họ sẽ đưa cái những cái requirement là tôi cần một cái dịch vụ liên quan đến cloud computing chẳng hạn. Họ đưa ra cho một bên là thiết kế, anh thiết kế tôi cloud computing. Thì cái ông cái phây thứ hai là phây thiết kế, thì họ sẽ thiết kế cái gì? Họ sẽ bắt đầu họ nhìn ra là cloud computing phải có cái gì. Đơn cử như là nó phải có những cái máy chủ RAM, CPU, rồi có những cái phần CPU thì phải dòng Intel, dòng AMD, rồi có cả đồ họa không, rồi ổ cứng HDD, SSD, rồi nói chung là họ làm rất nhiều thứ, design, họ design tất cả mọi thứ là multi size không hay single size, rồi cơ chế kết nối như sao, rồi có những thành phần network, lock balancer, router, firewall như nào. Tức là cái bước design này họ sẽ định hình ra là cái dịch vụ đấy
cùng những cái gì, và họ bắt đầu kế ẩn đấy không hề liên quan một tí gì công nghệ nhé, các bạn hình dung nhá. Trong cái ITIL này nó không đi thuần túy một cái câu nào cụ thể về công nghệ, ví dụ nó không nói về là bạn phải làm công nghệ ngôn ngữ A, ngôn ngữ C hay là phải làm với VMware hay là cloud hay là cái gì cả. Ở đây tất cả mọi thứ này nó là những từ ngữ thuần túy rất chung chung của, tức là ai cũng hiểu được ấy, nói một từ kinh doanh cũng hiểu được mà kỹ thuật cũng hiểu được. Thì các bạn bây giờ bạn đưa ra những cái thuật ngữ kiểu SaaS 10K, 15K, rồi những cái IOP, throughput, những cái thông số đấy, sếp, những ông giám đốc cũng chẳng bao giờ nghe. Gần những kiểu như bạn đưa làm sao, những cái khi mà design này, mình sẽ đưa ra những cái tính năng, ok, còn những cái cụ thể, những cái tính năng đấy nó phải đáp ứng cái gì, nó có những cái sao, đấy, nó phải đảm bảo vấn đề cung cấp dịch vụ 24/7, 99.99% gì nhiều hứa. Thì cái phần design này nó sẽ làm như vậy. Sau khi design xong thì nó sẽ ra một cái page zip. Page zip này nó sẽ thông tin rất là chi tiết về một cái service để cho một ông transition, cái service transition ấy. Ở đây chính là cái đội phát triển ấy. Phát triển là nó sẽ làm gì? Nó sẽ phải đi mua sắm ra thiết bị này, nó sẽ phải thuê các nhân sự lập trình này, ngôn ngữ ví dụ như là Python, Java, .NET hay bất kỳ ngôn ngữ gì đấy, rồi các team ra sao, rồi quá trình phát triển thì nó sẽ làm gì ở đây, tức là cần môi trường dev, test, QA các thứ. Thì cái bước cái service transition này nó sẽ hiện hữu hóa cái sản phẩm này lên, tức là cái ông design ông nhập vẽ giấy, còn cái ông transition này là cái ông đang xây dựng lên một cái thực tế. Nhưng mà đến sau cái bước transition đó tôi xây xong thì tôi lại ra tôi chưa nhìn ra cái giá trị tôi mang lại cho công ty là gì, tôi mất cả đống tiền vào tôi đầu tư cho công đấy. Thì bây giờ để cung cấp cho khách hàng thì họ sẽ phải đến bước service operation. Thì cái bước service operation này là cái bước mà nó mang lại giá trị cho khách hàng, cho khách hàng cũng như mang lại doanh thu cho công ty. Một sản phẩm mà không được đến service operation ấy, tức là nó không hề có một cái giá trị gì mang lại công ty, không hề có tiền. Các bạn hơi nháy một tí. Thế số 4 nói hơi giật rồi. Nói lại cái số 4. Vâng. Thì cái service operation đấy là một cái service, là cái giai đoạn mà nó mang lại giá trị cho công ty. Công ty sẽ nhìn nhận được là cái sản phẩm đấy nó đã mang đến cho giá trị cho khách hàng value là gì, và doanh thu lợi nhuận với công ty đạt được là gì, đội ngũ IT đã mang về doanh thu cho ba công ty bao nhiêu đấy, rồi nói chung rất nhiều liên quan đến cái value ấy là xác xếp thường nhìn ở bước service operation này đấy. Nhưng mà để ra service operation nó có phải đi qua ba cái trước đấy. Thì các bạn hình dung à, cái service operation nó gồm những cái gì, nó gồm những cái team như vận hành này, team service test, team head test, team post sale, team triển khai, rất nhiều bộ phận. Thì tại sao lại có những team đấy? Trong này nó không định nghĩa ra là phải cần những team gì đâu nhá. Service ITIL nó không hề nói là công ty bạn phải thành lập bao nhiêu phòng ban, bao nhiêu đơn vị. Các bạn hình dung đấy. Thì với góc nhìn của người quản trị, tức là cái người quản lý ấy, thì họ sẽ phải, tôi phải đi qua những cái là gì, tôi còn phòng ban nào, tôi còn bộ phận nào, bộ phận nào làm design, bộ phận nào làm transition, bộ phận nào làm operation. Ok, thì cái bước operation này là bước mà mang lại giá trị cho khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được giá trị. Ví dụ như họ cần một cái server là VM thì họ sẽ nhận được cái VM từ cái service operation này. Thì tôi có việc, service operation chính là cái bước đấy. Vậy tại sao có bước 4 thì phải bước 5? Bước 5 là cái bước nó cải tiến cái dịch vụ này lên. Cải tiến ở đây tức là nó không phải là, tức là mang lại những cái tính năng mới cho cái dịch vụ đấy đâu nhá. Cải tiến ở đây tức là nó làm sao cái dịch vụ đấy chất lượng ổn định nhất, cái khâu nào thừa, tức là cái nó sẽ nhìn lại cái service, cái con bạn này nhìn bên ngoài này, cái continuous service improvement này nó sẽ nằm xoay tròn ở đây, tức là nó bao quát toàn bộ cho toàn bộ cái bước trên này. Nó sẽ bước là ok, cái ông service
chết gì này, ông đang bị thiếu cái gì đấy. À, thì ông phải làm cho nó tốt lên đi. À, cái bước này, bước design của ông bị ông đưa giá SLA nó hơi cao, ông phải cải thiện hoặc là nó hơi thấp. Đấy, ông Jackson này ông biết chương trình nó bị nhiều bug, nhiều lỗi trong quá trình vận hành. Ông Jackson này ông làm cho khách hàng họ phàn nàn chất lượng dịch vụ. Tôi cam kết khách hàng 2 giờ thì sao ông 4 giờ xử lý xong từ đây. Thì nguyên nhân nó ở đâu? Chậm ở chỗ nào? Có phải do bước là tiếp nhận và chuyển giao cho đơn vị kỹ thuật bị lâu hay không, hay là ông kỹ thuật ông trình độ kém hay gì đấy? Tức là cái Continuous Service Improvement này nó sẽ nhìn nhận tất cả các bước ở trên để nó đánh giá một cái dịch vụ liên tục cải thiện. Sau đấy là nó cứ xoay vòng một cái vòng này, dịch vụ nó sẽ liên tục. Vậy dịch vụ có sống mãi hay không? Dịch vụ nó không sống mãi, tại vì cái bước bị dài này nó sẽ nghĩa là cái dịch vụ này đến giai đoạn nó chín rồi, nó bão hòa rồi. Các bạn nhìn viễn thông ấy, bây giờ các đơn vị viễn thông là khách hàng các số thuê bao bây giờ ai có 2 SIM 3 SIM rồi. Vậy bây giờ cái dịch vụ liên quan viễn thông đấy nó còn nặng không? Nó không. Đấy, nó sẽ đưa vào một cái giai đoạn khác, bắt đầu nó sẽ đưa đẩy cái chiến lược khác ra. Đấy, bạn hình dung thế. Thì cái với một cái nhà cung cấp dịch vụ ấy thì các bạn phải hình dung là đến cái lúc nào chúng ta cảm thấy là nên để nó sang một bên. Thì cái service design này nó có những cái quy trình rất hay. Nó có một cái quy trình gọi là, các bạn hình dung là có một cái thuật ngữ gọi là portfolio. Portfolio tại sao portfolio ấy, là nó đảm bảo là service nào nên được retire, tức là service nào nên được về hưu đi. Ví dụ bạn cung cấp một cái dịch vụ về cloud thì ngày xưa bạn dùng VMware, sau một thời gian bạn thấy cái dịch vụ OpenStack ngon hơn thì bạn bảo ok tôi dùng OpenStack thì cái VMware này nó sẽ về hưu. Hoặc email cũng thế, ngày xưa các bạn dùng một cái email exchange, sau bạn dùng Zipa bạn thấy hay hơn, rồi công ty nó cung cấp những dịch vụ liên quan đến mail đấy, Google bây giờ mail ngon hơn, tại sao tôi phải cung cấp một cái dịch vụ mail khác đấy, kiểu như thế. Thì những cái trong cái như vậy thì trong ITIL nó cũng đều định nghĩa hết, nó đều định nghĩa là service nào nên được cái service nào đang sử dụng và sẽ tiếp tục phát triển này. Service thì nó có những quy trình liên quan đến cung cấp service như vậy. Đấy là 5 cái phase mà các bạn hình dung là học ITIL năm qua, 5 cái phase. Thì mỗi một phase nó sẽ có những là nhiệm vụ riêng và mỗi phase để có những quy trình riêng. Thì ví dụ như bạn làm về xưa về headset thì bạn sẽ làm trong cái service operation này. Trong service operation này nó sẽ có những cái quy trình liên quan đến headset của bạn. Ví dụ quy trình liên quan đến chain management. Problem để mua sắm này. Rồi nghe bị giật chỗ này. Thôi từ từ bình tĩnh chỗ này phải lấy lại ví dụ nhé, nói nhanh gọn thôi. Vâng. À, chỗ này anh bổ trợ này. Bởi vì các bạn ấy là sinh viên, các bạn ấy cần một cái nhịp độ thấp hơn. Nói về cloud các bạn có khi cũng ngập, nhưng mà thôi anh cắt nghĩa lại sau khi nghe Tấn nói thì anh thường nói thói quen anh lấy lại cái ví dụ theo cách hiểu. Tức là nó gần gũi với anh hơn và dễ giải thích với mọi người hơn, thì anh ví dụ như này nhá. 1 2 3 4 5 là các bạn ok chưa? Các bạn đọc rõ được các cái keyword 1 2 3 4 5, ai chưa đọc thì báo, ai chưa đọc hết được thì báo lại nhá. Ok, để cung cấp được một cái dịch vụ công nghệ thông tin, mình cứ tạm hiểu là như thế nhá. Trong lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin thì cái ITU này nó define là một cái framework gồm có 5 phase, hay còn gọi là life cycle, cái vòng đời của cái dịch vụ công nghệ thông tin đấy nó trải qua 5 bước, đúng không ạ? Một là bước là xây dựng chiến lược, bước thứ hai là bước thiết kế, bước thứ ba là bước hiện thực hóa, bước thứ tư là bước vận hành cái mà đã được hiện thực hóa đấy, và bước cuối cùng là bước là ta luôn quan sát để ta cải tiến từ 1 đến 4 để đảm bảo cái sản phẩm đấy nó tốt. Thì trong mỗi cái bước đấy thì nó gồm có nhiều cái quy định, nhiều cái chuẩn mực nhỏ, thì từng cái thì mình sau này mình tìm hiểu sau. Ok chưa? Chỗ này các bạn ok chưa? Các
bạn nào mà ok hoặc là ấy thì typing vào ấy để anh còn biết, không nói thao thao bất tuyệt quá. Thì anh cắt cắt nghĩa lại, cắt nghĩa lại cái gọi là fail thì về bản chất nó gọi là life cycle, thì dịch nghĩa ra nó là vòng đời. Đấy, thế thôi, đơn giản thế thôi. Tức là để làm một cái sản phẩm gì đấy thì mình phải có một cái trải qua cái vòng đời như thế thì nó mới tốt được. Đấy, còn còn ở Việt Nam ấy, ví dụ như 1 2 3 nó gộp vào 1 chẳng hạn. Thế thôi, ví dụ như 1 2 3 gộp vào 1 chạy vào 4 luôn. Anh ví dụ như thế. Hoặc là các công ty nhỏ nhỏ, ví dụ như là tôi làm IT trong công ty có 20 người, tôi cần quái gì chiến lược, tôi cần quái gì ngồi design. Ví dụ tôi phục vụ về công nghệ thông tin cho một công ty về vận tải chẳng hạn, đơn giản là mấy cái máy tính, một cái phòng họp hết. Đấy, thì mình cần quái gì phải xây dựng chiến lược, các bạn hiểu không? Nhưng mà ở quy mô lớn ấy, là người ta sẽ phải xây dựng chiến lược, họ phải thiết kế. Ví dụ như anh nói nhá, anh nói này, các bạn hình dung này, các bạn biết học chủ động rồi đúng không? Cách đây 5 năm là chiến lược của anh là gì thì mọi người không nắm được, nhưng mà anh là người đầu tàu thì anh đã có cái hoạch định chiến lược của anh là cung cấp cái mảng nhân sự cho chính bản thân anh và cho các công ty còn lại. Để cung cấp nhân sự IT thì về bản chất là anh cũng đang liên quan đến IT management, nhưng nó ở lĩnh vực đào tạo thôi. Thế thì anh đã có một cái chiến lược đấy cách đây 5 năm rồi, được chưa? Thế thì bây giờ anh cung cấp nhân sự cho các công ty IT thì anh phải cung cấp ngay tại thời điểm đấy, hay là anh phải cung cấp trong vòng 5 năm tới hay 10 năm tới? Thì anh sẽ phải thiết kế cái dịch vụ anh cung cấp như nào, các bạn hiểu ý không? Tức là chiến lược là trong 5 năm tới anh sẽ cung cấp đủ cái nhân sự cho mảng cloud computing, thì anh đã phải có một cái chiến lược như thế. Sau đó anh thiết kế thì anh tính toán thôi. Một là anh sẽ phải đào tạo nhân sự đấy cái mảng gì, đào tạo ngoài chuyên môn thì đào tạo kỹ năng gì, xây dựng cái form để đào tạo như nào, thì đấy là cái bước anh design. Thì tất cả cái bước anh design là anh xây dựng đào tạo môn gì, đào tạo mảng gì cho cái chiến lược 5 năm tới, để đảm bảo cái tỷ lệ của các bạn thành công, cái tham vọng của anh đạt được mục tiêu cao nhất. Sau đó thì đến transition thì anh bắt đầu hiện thực hóa nó. Ok, anh đào tạo về cloud computing thì anh thiết kế ra về network, về Linux, về kỹ năng bắt sale lập trình, về các cái giải pháp phụ trợ xung quanh cái chiến lược đào tạo người về cloud computing, ví dụ như monitor, log. Thì anh phải đến cái bước 3, anh phải collect tài liệu, anh phải xây thành khung đào tạo, các bạn hiểu không? Và sau đó đến bước 4 thì anh phải thực hiện nó. Thì trong bằng đấy bước thì anh phải tối ưu liên tục. Ví dụ như là cái giai đoạn này thì ta đào tạo Linux, nhưng mà ta thiết kế khóa học đấy nó có 3 tháng không đủ, thế ta phải thiết kế nó thành 4 tháng, hoặc là ta phải rút ngắn đi để ta bổ trợ cho nó phù hợp với thực tế. Thì đấy là cái bước số 5, anh tối ưu lại cái chiến lược, rồi là cái thiết kế, rồi là cái cách đào tạo. Ví dụ ngày xưa thì anh transition và operation là anh một mình anh làm tất, nhưng bây giờ anh phải tối ưu lại là dùng những cái bạn mà đã quen cái design, quen cái form của anh rồi, để các bạn làm, để cái số lượng người được đào tạo nó nhân rộng, được các công ty nó họ quan tâm, họ sẵn sàng làm việc, họ nhận thức được là phải đào tạo thực tập đi, thì công ty đó tương lai mới tồn tại được. Thì đấy là cái bước số 5 mà anh đã tối ưu lại chẳng hạn. Thì ý tưởng của nó đơn giản thế thôi, các bạn ok không? Đó. Thì đấy cũng là một cái dịch vụ về IT nhá. Chưa biết chừng, ví dụ như là nay mai, ví dụ như anh thành công, anh chiến lược anh thành công 5 năm nữa thì anh chuyên là đơn vị đào tạo người thuê cho một số công ty to chẳng hạn. Ví dụ như họ không có lực lượng, họ không có giáo trình, họ không có nguồn lực, thì anh dùng cái nguồn lực anh cộng tác với các bạn đi để đào tạo nhân sự cho họ. Hoặc là 5 năm nữa thì cái cloud đấy nó không phải là hot rồi, OpenStack không phải là hot, thì anh phải đào tạo mảng khác, các bạn hiểu ý không? Thì đó là toàn bộ cái mà Tấn vừa nói, và anh ánh xạ lại một chút để cho các bạn hiểu như nào là chiến lược, như nào design, như nào là transition, như nào operation và continue service improvement. Ok, thì đấy là ý của anh, bổ trợ cho Tân. Ok, thì đấy là những ví dụ mà anh Công trình bày, nó dễ hiểu, nó gần gũi hơn với tất cả các bạn. Những bạn sinh viên thì các bạn thường người chưa làm với một công ty về service bao giờ, nhưng mà
chốt lại là ITAL nó là lý thuyết, tức là nó là một cái framework nó đưa ra 5 cái phase life cycle này để cho các bạn, để cho nói chung để cho mỗi một đơn vị họ sẽ áp dụng như thế nào. Nó có rất nhiều quy trình, nó có tất cả 26 quy trình, nhưng có công ty nó chỉ cần đến 2 quy trình, là quy trình quản lý sự cố và quy trình thay đổi change management. Có những công ty nó cần đến 4 quy trình chẳng hạn, nó quy trình về deployment, đấy, quy trình về knowledge base, đấy, nó cần phải có là hoặc là quy trình về help desk. Đấy. Thì có những cái công ty thì nó sẽ tùy vào quy mô và mức độ nó sẽ có nhiều quy trình hơn. Rồi. Với mỗi quy trình thì nó có những cái gì các bạn nói quy trình thì nó hơi to và hơi khó hiểu. Những quy trình ở đây nó đưa ra các bạn ví dụ một quy trình về management đơn giản như cái một cái quy trình management đơn giản như một cái quy trình về trên management. Quy trình trên management nó tác động rất nhiều, rất mạnh đến cái công ty này, đến tất cả các sự tình của công ty. Thì trên một cái thôi nó thay đổi những cái gì, nó thay đổi đến tài chính này. Trên mà tôi phải có đôi khi tôi mua sắm thiết bị này, nó liên quan đến vận hành này. Ông phải biết được cái dịch vụ nào là nó sẽ bị ảnh hưởng nếu ông nâng cao mở rộng trên mà cứ thay đổi một cái gì đấy là trên rồi. Đấy, rồi đến service desk. Họ sẽ phải biết là có trường hợp nào khách hàng họ cảm thấy họ phàn nàn về cái dịch vụ đấy thì tôi làm do cái quá tải chẳng hạn, thì ông đấy cũng biết là cái lộ trình của tôi là đang chỉnh trên, tôi sắp bổ sung tài nguyên đấy. Thì các bạn hình dung là một quy trình như thế nó sẽ quy định rõ là tôi sẽ phải cần những cái phòng ban nào tác động vào và mình sẽ ở đâu trong cái vai trò của cái vận hành đấy, thì mình sẽ biết. Ở trong cái ITAL nó có một cái phần là cho ITAL, các bạn làm sau này các bạn đi làm cái dự án ấy, thì nó sẽ có những cái gọi là JASI. JASI ở đây nó là viết tắt chữ R, chữ A, chữ G, chữ Y ngắn. Đấy, tức là cái bảng phân quyền và phân nhiệm. Bảng phân quyền và phân nhiệm. Thì cái JASI đấy, tại sao nó thành ra cái JASI đấy? Nó chỉ đảm bảo là biết ai phải làm gì, ai phải làm gì. Còn làm như thế nào thì nó phụ thuộc vào chức năng nhiệm vụ của các bạn. Nhưng mà trong một công ty mà không có RACI thì ai cũng nhìn nhau và không ai làm, không ai chịu trách nhiệm. Ví dụ như là bạn chịu trách nhiệm về việc xuất ra một cái báo cáo cuối tháng chẳng hạn, thì ok, đến đúng ngày đấy bạn phải làm một cái báo cáo. Nếu như bạn không làm thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với cái nhiệm vụ đấy của bạn. Thì đấy là bạn gọi là bạn được vai trò là bạn phân công nhiệm vụ cho bạn, là bạn làm cái công việc đấy. Còn đơn giản như là nếu máy tính mà bị sự cố thì cái ông cái service năng một là họ phải tiếp nhận đầu tiên cái loại của khách hàng. Nếu họ không xử lý được họ mới forward cho service năng level 2. Đấy là một cái phân quyền phân nhiệm RACI, nhiệm vụ như thế nào. Thì các bạn thấy không ạ, các bạn làm trong một công ty về dịch vụ công ty thì mình làm sao đúng và làm sao để mình đúng là một này. Và người lãnh đạo hoặc bất kỳ một đơn vị khác họ biết là mình phải làm cái gì và nó khó ra sao. Đấy, thì cái IT Service Management này nó đã quy định rõ, nó đưa ra rất nhiều những cái để người ta biết được cách báo cáo, biết được cách làm việc, biết được cách phối hợp công việc để cho một cái dịch vụ nó, một cái công việc của mình nó thông suốt mà dịch vụ nó cũng tốt. Không như một cái phần hình mình gửi cho một công ty có 10 phòng ban nào cũng báo cáo cuối tháng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc 40 phút rồi thì phải. Rồi, đang link mới đây. Còn nhiều không nhỉ? Link đây rồi, hình như không có bắt bước ra. Cứ vào thôi. Vào link mới nhá, còn nhiều không biết? Chắc còn nhiều. Em sẽ nói, cố gắng nói trong một link này thôi. Vào link mới đây.
bạn vừa đấy participant 14 rồi. Ừ. Đang nào đang bạn? Mọi người đang vào. Ok. Thì cố gắng đẩy nhanh, cố gắng đẩy nhanh. Vâng, em cố gắng đẩy nhanh. Cái TIL này thì như mình nói, nó là một cái framework để cho các công ty hoặc bất kỳ một các bạn nào đang làm về những công nghệ thông tin thì các bạn sẽ biết được mình cần làm gì và làm thế nào để cho công ty tốt nhất. Hoặc công ty nó phải là họ sẽ phải làm gì, họ sẽ phải thành lập phòng ban nào, họ phải đưa ra quy trình nào, quy định như nào để nào họ có một cái dịch vụ tốt nhất. Thì với vai trò là một người làm tiếp trong lĩnh vực công nghệ thông tin ấy, thì bạn cố gắng biết được mình đang ở đâu để và những quy trình nào để làm sao để đưa ra được một cái báo cáo công việc tốt nhất. Đừng để bị nói là anh thấy em cả tháng nay chẳng làm một việc gì nhỉ, nghe một câu đấy nó rất chối. Vì sao? Tại vì công nghệ thông tin mình không đưa ra một cái báo cáo cụ thể, không ai họ đánh giá công sức của mình được cả. Bạn cứ nói là em làm cái này hay lắm hay vừa, nhưng cũng là cái chủ đề đấy của bạn đóng góp thì chưa giá trị công ty đấy, bạn nghiên cứu nó, bạn phát triển nó hoặc là bạn vận hành nó thì nó mang lại giá trị gì cho công ty. Thầy trước thầy có ví dụ một công ty, một cái ví dụ rất hay như thế này. Một công ty ANZ, ngân hàng ở của Úc ấy, họ phát triển các dịch vụ thì đội ngũ IT họ sẽ có một cái bộ phận là service desk là chuyên nhận các khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng. Nói chung là rất nhiều cái call center khách hàng nhận khách hàng chẳng phàn nàn hoặc làm gì đấy, thì họ làm gì, họ có một hệ thống ghi nhận những khiếu nại đấy, họ sẽ xử lý hết bao lâu, nhân sự này trình độ nào, họ xử lý hết bao lâu và tôi phải trả tiền cho nhân sự đấy trong bao nhiêu phút, nếu như cái nhân sự đấy không làm thì tôi sẽ phải làm mất gì. Tức là họ đánh giá nếu như có và không có cái vị trí đấy trong công ty thì nó sẽ mất gì. Thì ANZ ấy, họ đã họ thống kê vào cuối năm, họ báo cáo một cái là năm vừa rồi tôi mang đến cho công ty 2 tỷ đô đấy. Thì các sếp bảo các thấy chúng mày có làm gì đâu, chúng mày cứ ngồi ở đấy, chúng mày cứ ngồi trưng điện thoại ấy, nhìn cái màn hình ấy, tại sao 2 tỷ đô. Thì cái CTO vậy tôi về ấy, ông bảo đây, bắt đầu sâu ra một cái biểu đồ rất nhiều thứ liên quan, nào là những cái phản ánh kiến khiếu nại về việc là xử lý chậm này, rồi hoàn tiền này, rồi mọi thứ khác đấy. Là tại sao với mỗi cái này tôi đã mang về trong tí bao nhiêu tiền, tôi đã mang về giá trị trong tí bao nhiêu, thì đấy những cái giá trị mà kỹ thuật mình đã gửi cho phần SS nhé. Đấy, nếu như bạn có một cái hệ thống công nghệ như thế, giống service desk tốt như thế, thì bạn thống kê được cái giá trị mình mang lại cho công ty. Chứ bạn nói là trong vừa rồi em xử lý hỗ trợ 2.000 cố, cuối cùng là ok, 2.000 cố như là cố hơi nhiều nhỉ, chất lượng có vẻ hơi kém nhỉ, xem tình hình nào đầu tư tận mấy triệu đô mà thấy chất lượng phản ánh càng ngày càng nhiều. Các bạn nghe nào cái thật, các bạn nghe nói chung là có cảm thấy nó happy không? Đấy, thì làm về mình làm thì mình sẽ phải đưa ra tại sao có một hệ thống service desk này, nên nó sẽ nói là tại sao tôi có cái này, ai dây lên, ai là người khởi xướng lên, ai là người đưa ra cái ticket đấy, lỗi này ở đâu, phát sinh ở đâu, tôi xử lý như thế nào. Đấy, cái work around, những là nói chung là những cái mà experience, những cái tại sao tôi, những cái phương án kỹ thuật xử lý ấy, là tôi phải mất bao nhiêu thời gian nghiên cứu. Đấy, bây giờ từ phương án đấy anh có thể mang đến cho khách hàng những cái gì, rất nhiều thứ. Thì cái mà các bạn làm việc ấy thì ITIL nó đưa ra một cái framework để làm sao những người làm công nghệ thông tin họ sẽ biết cách đánh giá, biết cách đưa ra những cái giá trị của mình cho lãnh đạo nhìn nhé, chứ không phải là cứ nói bâng quơ rồi cuối năm lĩnh thưởng không có chuyện đấy đâu. Lãnh đạo họ nhìn công nghệ thông tin họ thấy bảo cứ động đến mấy thằng công nghệ thông tin là thấy tốn tiền rồi, lúc một cái nó bắt mua cái này, lúc một cái bắt mua cái kia, license này license kia. Nói chung là đấy, nếu mà lãnh đạo họ không nhìn nhận ra một cái họ không sơ tư kỹ thuật, họ sẽ nhìn nhận ra là
lúc IT thì tốn kém lắm, tốn nhiều tiền lắm, chẳng thấy ra giá trị gì cả. Thì đấy là mới với một cái làm việc với công thông tin là như vậy. Mình cố gắng có một cái hệ thống, công ty không có thì đôi khi mình cũng làm được một cái gì bỏ. Excel chẳng hạn, các bạn nói những cái này ở mức độ như nào, một cái formal để cho cuối tháng các bạn có thể làm báo cáo rất tốt. Tại sao tài liệu nó lại như vậy? Ok. Rồi. Đấy là một cái. Đấy một cái mà các bạn là khi làm việc công nghệ thông tin các bạn là cố gắng áp dụng những cái khi mà mình học như này. Đôi khi mình học cố gắng tự học những cái như này thì nó sẽ giúp ích cho các công việc của các bạn hơn. Nó không liên quan đến kỹ thuật, không nói cho các bạn việc cài OS như thế nào, rồi việc quản trị cloud như thế nào. Mà IDL nó chỉ nói cho các bạn là làm trong thế nào, để làm là đúng và làm như thế nào để mình mang lại giá trị và người khác nhìn nhận được giá trị của mình. Đấy là IDL nó hướng đến như vậy. Rồi, tiếp đi, đẩy nhanh lên một tí đi. Còn bao nhiêu slide nữa? Okay. Còn mấy slide này thì đây, còn 2-3 slide nữa. Slide này nó nói về cái quá trình điều chỉnh IDL. Thì như với những người như mình thì ở cái mức màu xanh này, cái số 2 này, đây là cái lộ trình IDL mà một người làm về công nghệ thông tin thuần túy thì nên biết. Còn những cái mức ở trên, ví dụ như từng cái module này, cái số ở đây nhá, các bạn nhìn cái số ở góc ấy, là cái số đây là người ta gọi là số gọi là point tích lũy, không nhớ chính xác từ nó là gì, nhưng mà nó là để các bạn lên được cái IT expert và IT master này thì bạn phải cộng tất cả những cái điểm bên dưới, nó phải đạt 20 mấy điểm hoặc 10 mấy điểm ấy, thì bạn mới được giá trị IT expert này. Thì đây là cái lộ trình nghiên cứu, thì mình với cá nhân mình hoặc là với ở Việt Nam mình thì cái IT foundation là phù hợp, không cần nhiều. Mình thi thì mình chia sẻ cái mình thi là mình thi hết 358 đô. Đấy, là đổi đất tiền Việt là 8,3 triệu. Thì cái này là tiền túi, tiền cá nhân mình thì bỏ ra mình học, tại vì mình thấy nó cần thiết. Thi học cái này thì nên học một khóa học. Tại sao là như thế? Tại vì cái best practice, những cái example ấy, là các bạn phải nhìn nhận từ một cái góc độ của một chuyên gia họ đưa ra. Và sau khi ấy bạn sẽ ngấm, chứ không phải là bạn đọc sách bạn sẽ không có ngờ hiểu gì. Vì sách viết nó không hề rõ mà nó cắt nghĩa rất khó hiểu. Thì cái IT foundation này mình đánh giá là phù hợp và mình hiện tại mình đang dừng ở mức foundation thôi, thi thì nó cũng dễ thôi. Thi trong 60 phút và 40 câu đạt là 6,5 điểm là qua, tức là 6,5 tương đương với 26 câu, làm đúng 26 câu. Thì với mỗi một cái phần này là tức là thi foundation nó đều thi tất cả qua 5 phần này nhá, nhưng nó ở cái mức là gì, nó ở cái mức là bạn thuộc và nhớ quy trình. Các bạn thuộc những cái quy trình là tôi cần trong cái service chết gì, có những quy trình gì. Ví dụ như là nó có quy trình về quản lý các khách hàng này. Rồi nói chung là có một số quy trình bạn nhớ. Ok. Đây là những cái khóa học, công ty là khóa học này thôi. Nó sẽ có một chuyên gì là có một khóa học về chuyên gì này, service design này, service transition, service operation này, service continue service improvement này, và có một cái bài test. Đấy, thì tất cả đây là mình học hôm trước là mình học tất cả là bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, là mình học 6 ngày, thật ra là 5 ngày thôi. Đấy, 5 ngày, 5 năm, 2 năm. Ok. Thì đây là cái bài khu bài thi. Trong cái hit của mình có chia sẻ ấy, các bạn có thể đăng ký thi. Hôm trước mình thi ở NetPro. NetPro. Thi thì cũng đơn giản thôi, cứ đến vào bật máy ngồi thi làm bài xong đi ra. Không khỏi luôn. Nếu khỏi thế sắp những cái này cứ khỏi luôn rồi. Rồi. 3 ngày sau nhận bản mềm. Bốn từ ăn nó bắt 40 đô nữa, lấy bản cứng nhưng mình không lấy bản cứng cho mình thôi. Rồi. Đấy. Thì foundation cơ bản thì nó sẽ dạy cho các bạn là làm sao để làm dịch vụ công nghệ thông tin, tức là mình biết là mình sẽ phải làm gì tốt nhất. Và cái người quản lý thì họ sẽ biết là phải làm gì cho tốt nhất.
Tức là mỗi một góc độ sẽ có những cái góc nhìn khác nhau, giống kiểu như là một cái hình khối, người từ nhìn từ bên trên nhìn sẽ khác, người thì bên góc cạnh sẽ khác. Mỗi người sẽ tự cảm nhận, tự phải thấy thấm cái gì đấy vào trong bản thân mình. À, ok. Rồi, cảm ơn Tần. Hết rồi đúng không? Vâng vâng, nên foundation thì nó chỉ ở mức này thôi. Rồi, tức là lúc nãy quay lại cái hình tháp lúc này coi. Đây. À, chú là đang ở cái chỗ chóp chóp đây đúng không? Không, cái màu xanh nền dưới đáy này. À, đúng. Tức là chú đang dậy thì chú ở phải ở cái chóp nữa. Chưa. Thôi anh nói vui thôi. Cái hình tháp đấy tức là các cái cấp độ của chứng chỉ các bạn nhá. Mình học thì mình sẽ phải có lộ trình. Đấy cũng là một cái gọi là cái chiến lược của các bạn chẳng hạn. Thì anh vừa gửi một cái link ảnh ấy. Đấy, thì các bạn thấy đấy. À, thường cái chứng chỉ này nó ở những cái công ty to. Công ty mà nó có cái mảng lấy IT làm xương sống. Ví dụ như là banh các ngân hàng ấy thì anh vừa gửi đấy, các bạn đấy, nếu mà có cái đấy các bạn sẽ có lợi thế. Đấy thì nó cần phải các bạn phải tuân thủ quy trình, rồi các bạn am hiểu, các bạn đã hiểu được cái quy trình thì nó có tác dụng. Giống như anh Tấn anh nói, các bạn báo cáo nó nói có sách mách có chứng. Sẽ phải tháng này em hoàn thành 20 việc nhá. Nếu mà chỉ nói mồm, không có cái file Excel tổng hợp lại thì cũng chưa đạt. Khi mà có Excel rồi nó cũng chỉ là level 1 thôi. Nhưng mà ok, tao thấy mày hỗ trợ được 20 cái vấn đề trong tháng này, anh nhìn thấy rồi nhá. Excel đầy đủ đấy, nhưng mà các bạn lúc đấy chỉ được tiền ở cái câu chuyện là tròn trách nhiệm. Nhưng mà ví dụ các bạn em hoàn thành được 20 việc, tính ra là em mang về cho các anh bao nhiêu tiền, thì các bạn sẽ được hơn 100% cái công việc đấy, thì nó mang lại giá trị cho các bạn và cho cả công ty của các bạn. Thì đấy là cái ý nghĩa tại sao anh lại yêu cầu các bạn làm gì, làm bài tập, phải có báo cáo, phải có sản phẩm, rồi nó sẽ phục vụ đắp vào thân các bạn sau này thôi. Thì đấy chỉ là những cái guideline thôi. Những cái guideline tức là những cái hướng dẫn cho các bạn để tiếp cận cái món này. Đấy, các bạn mơ ước vào các cái công ty lớn rồi là làm ở một môi trường chuyên nghiệp rồi ấy thì thường thường nó sẽ có. Hoặc là các bạn chưa thi nhưng các bạn biết công ty mình có ITIL rồi, vào đây thì sẽ nắm rõ đấy. Ví dụ như thế. Đấy, còn khi mà các bạn học thì cố gắng mà học gì bổ đấy thôi. Nếu các bạn học sâu, học chuyên thì các bạn có thể thành những chuyên gia cho cái mảng này. Cho cái mảng này và các bạn sẽ phù hợp với những cái vị trí mà người ta cần những cái người có thể bao quát được, hoặc là những người có những cái kỹ năng này cũng là một cái rất là hay. Đó. Có trao đổi thêm gì không? Thì cái ITIL thì mình cũng khuyên các bạn nên học, là bản chất là học thì ấm mất thân thôi, nhưng mà nó cũng nó là xu hướng, nó là trend đi. Bây giờ các công ty nào, công ty về bên Tây, bên Tàu thì đấy, họ sang họ cũng sẽ áp dụng những cái này. Thì các bạn nếu mà bạn biết thì các bạn sẽ vào, bạn biết là mình đang ở đâu, đúng vai trò gì, mình sẽ làm được tốt hơn. Đấy, cái này học đương nhiên không cần thi đâu. Học ở đây là học để biết, học để nghe từ như portfolio, catalog. Đấy, mình nghe, mình biết nó nói như thế. Ok. Rồi function, process. Tại sao có process? Process không phải là chương trình nhé, nó là quy trình. Trong đây nó có dịch là quy trình. Đấy, rồi nói chung là các bạn có một cái thuật ngữ, các bạn nói chuyện, nghe người khác nói mình hiểu, và mình ví dụ như phân quyền phân nhiệm RACI chẳng hạn, ngày xưa mình chẳng biết RACI là gì đâu, đấy kiểu thế. Thì cố gắng các bạn, mình khuyên là nên học. Các bạn có mấy cái thuật ngữ này trong, các bạn có mấy cái khái niệm thuật ngữ này trong tay, mai nói chuyện tay đôi được, ngang cửa với sếp được đấy. Dù xếp ITIL đi kiểu thế, hoặc là sáng em bây giờ vẫn tranh luận suốt mà. À, và ví dụ như xếp ơi, sáng nay xếp Big Data chưa? Kinh khủng, các bạn hiểu gì không?
học mai đến lớp vào mấy ra ngoài lớp ấy, chúng mày làm tí IT không, nghe nó sang mồm. Nhưng mà thôi, quay lại nói vui một tí là những cái này là các bạn là thế hệ 4.0 rồi, các bạn sẽ phải trải qua đấy, bởi vì nó sẽ có nhiều cái tác dụng để bổ trợ, để bổ trợ. Nhưng mà cũng đừng mải mê chỉ học cái này xong đi thi nhá, cuối cùng chỉ thi làm giám đốc, cái này thi làm quản lý thôi. Ok, các bạn có trao đổi gì không? Trong lúc chờ các bạn trao đổi, gửi lời cảm ơn Tấn đã giữ đúng lời hứa mà nhiệt tình chia sẻ với các bạn. Trao đổi gì không các okay. Em? Cái món ITL này nói, hiện tại em nói nó không hay bằng thầy đâu. Các bạn hình dung là nên học thầy nghe sớm, nghe sớm ta đó. Rồi, được rồi. Ở đây cứ bình tĩnh, cứ từ từ để cho các bạn có một cái vợ đi đã. Ít nhất là sau bằng này buổi các bạn mà tập trung nghe từ nãy đến giờ, sau này các bạn cũng không gọi là bị outdate, bị lạc hậu. Ít nhất là như thế. Được chưa? Các bạn có trao đổi gì không? Cảm ơn Bảo. Cho Bảo anh nghe cái keyword này lần nào cho em. Hôm nay ai nghe những cái này lần đầu nhỉ? Em. Minh đúng không? Ok. Nghe lần đầu của Minh thì sau này phát huy nhiều đấy. Để cho các bạn hiểu nhé, tại sao khi các bạn vào một tổ chức mới này, các bạn đi đâu đấy này, các bạn lại thấy người ta bắt các bạn phải gửi một cái form. Thì các bạn lý giải được à, hóa ra nó đang có một cái quy trình ở đấy. Nếu mà nó này liên quan đến IT thì các bạn phải ủng hộ chứ, các bạn đừng nghĩ là người ta gây khó khăn cho các bạn. Còn tất nhiên là nó sẽ biến thể, có thể về Việt Nam rồi về cái cách hiểu nó bị biến thể, nó biến tướng đi thì thôi, mình không nói cái ý đấy. Nhưng mà mình để hiểu đồng nghiệp của mình, hiểu công ty của mình thì các bạn mới yêu được công ty, yêu được các bộ phận khác khi mà phối hợp. Thế thôi, anh chỉ bổ sung thế thôi. Còn những cái này là anh Quan, thực ra anh biết cái này thì cũng lâu rồi, chia sẻ với các bạn, nhưng mà bạn của anh ngày xưa cũng dạy cái này. Đấy, thì cũng ở chỗ NetPro, thì ngày xưa anh chỉ biết cái trung tâm đấy nó có một số anh khá là nổi tiếng trong cái giới. Nói về ITU thì nó có một vài anh nổi bật. Còn anh cũng biết, nhưng mà như quan điểm của Tấn anh không thi. Đấy, bởi vì anh chỉ đọc thôi, còn một số cái nhìn gọi là anh tạm hiểu là tiêu cực. Đấy. Thì càng nắm luật tốt, càng hiểu thì các bạn càng cứng đó, giống như Tấn đấy. Biết cái RISI này, việc này việc của sếp ký là sếp phải làm thôi, chứ đừng bảo em ký, kiểu thế. Đơn giản thế thôi. Đấy cũng là một cách. Ít nhất là các bạn còn biết cái đấy để các bạn mà tranh luận, nó cũng ấm vào thân các bạn đúng không? Nhưng mà tại sao cái việc helpdesk này, IT bộ phận này tôi phải cài win, kiểu thế, đúng không? Nhá. Buổi đầu gợi mở phá băng là cũng được 1 tiếng 13 phút rồi, 14 phút. Cảm ơn Tấn. Các bạn mới thì nghe cập nhật, rồi là dành những cái quan tâm các bạn đọc, bởi vì nó nhiều từ tiếng Anh, nhưng mà nó không bị nặng kỹ thuật. Mình chịu khó dịch hoặc là mình có thêm keyword. Đấy. Ví dụ như chỗ Hùng Cà Chê mai hỏi bạn gái, em biết IT không? Chẳng hạn, nghe nó cũng kinh. Không nhá. À. Thế thôi nhờ thôi. Vâng. Thì góp ý thêm một cái là trong ITL thì tức là ai làm việc người đấy, bạn ấy không nên ôm hết. Ví dụ bạn là nhiệm vụ over transition nhà hàng thì bạn nhiệm vụ bạn là phát triển và chuyển giao. Thì công ty Việt Nam là theo kiểu là All in one đấy rất khổ, là cái chỗ là một mình tôi biết, xong đó là tôi là nhân vật chính cho của cái dịch vụ này, tôi là có công ty đồng mới hút đuổi tôi có làm mất mát công ty bao tiền hút đuổi được. Cái app IT này thì tài liệu đâu em? Đấy, không tài liệu hả em? Về làm cho anh cái, không phải sáng sau hết luôn nhé. Đó là cái tính hiệu quả nhá. Thôi được rồi, thế thì chắc nó cũng muộn rồi, rất cảm ơn Tấn nhá. Hẹn Tấn trong một vài buổi tới. Hy vọng các bạn nghe ở đây sau này có những cái đóng góp. Chiến lược anh chỉ làm chiến lược thôi nhá. Bây giờ anh chỉ làm chiến lược thôi.
Ừ. Anh xác định anh chỉ làm chiến lược thôi mà. Ok, rất cảm ơn các bạn. Ok, cảm ơn nhà nha. Bye bye anh em.